Xin chào cả nhà, ngày hôm nay Harry có một cái dịp quay trở lại cái quán cà phê này cũng gần nhà của mình. Lâu lắm rồi thì cũng không có đi ra ngoài uống cà phê, bởi vì là cũng không có biết là đi với ai. Nhưng mà ngày hôm nay thì rất là vui khi mà có một dịp để mà được ra ngoài này uống một ly cà phê, nhâm nhi một ly cà phê. Thật lòng mà nói thì ở Hàn Quốc á, các bạn sẽ khó tìm được một cái quán cà phê sân vườn nào mà nó có sân vườn, nó liên kết với ngoài trời. Bởi vì là nếu mà mùa đông thì rất là lạnh, cho nên tìm được một quán cà phê như thế này cũng là một cái sự khám phá không hề nhỏ nha. Và hôm nay mình đã gọi một cái ly cà phê latte nóng rất là ngon, các bạn có thể thấy đây. Thì đắng cũng không đắng mà ngọt cũng không ngọt, cho nên nó chỉ vừa vừa thôi. Thì nó làm cho mình có một cái cảm giác gì đó rất là thư thái. Và hãy cùng Harry uống cái cà phê này nhé. Rất là ngon các bạn. Thì kênh Harry của chúng ta, kênh Harry Sharing Everything dạo này cũng không có hoạt động nhiều, bởi vì là mình cũng đang bận trong cái công việc nghiên cứu của mình. Thì hy vọng sắp tới đây sẽ ra được nhiều sản phẩm tốt hơn cho các bạn. Chúc cả nhà một ngày cuối tuần thật là vui nhé.